Đây là Dbot X2 Omni. Thì mình muốn chia sẻ một số trải nghiệm của mình về cái chiếc robot bụi lau nhà. Có những cái thay đổi mang lại trải nghiệm mới này. Trước tiên về thiết kế, nó có một thiết kế vuông hơn, khác rất là nhiều so với lại thế giới robot bụi lau nhà khoảng 20 năm qua với thiết kế tròn. Thiết kế vuông này giúp cho dẻ lau hay là chổi hút bụi đi sát cái tường hơn. Nó được hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Thiết kế mới này cũng giúp cho chổi hút chính nó dài hơn ra tận biên, dài hơn so với lại những cái robot lau nhà thiết kế tròn khác, bởi vì cái chổi đó nó được dời lên phía bên trên so với lại hai cái bánh xe. Từ trước đến giờ đối với robot bụi lau nhà tròn á, thì thường thường cái chổi hút chính á, nó sẽ nằm ở giữa hai cái bánh xe, do đó nó ngắn lắm. Điểm tiếp theo mình muốn nói đó là nó mỏng hơn và nó hẹp hơn. Nếu mà so với là X1 Omni, nó sẽ hẹp hơn khoảng 4 cm và sẽ mỏng hơn khoảng 1 phân, giúp cho con robot có thể len lỏi giữa những cái chân ghế, chân bàn dễ dàng hơn, bởi vì nó hẹp hơn. Và khi nó mỏng hơn thì nó có thể chui vào những cái gầm ghế hay là gầm bàn hay gầm kệ gì đó thấp, giúp cho nó làm việc hiệu quả hơn và linh hoạt hơn. Hai cái dẻ lau cũng như là cái chổi chính nó dài ra tận biên, do đó là nó lau được, hút được hầu hết những cái diện tích ở cái khu vực dưới mặt bàn của mình. Về lực hút, X2 Omni được trang bị một cái lực hút cực kỳ mạnh, 8000 PA, mạnh nhất hiện nay trong thế giới robot bụi lau nhà, giúp cho cái việc hút bụi hiệu quả hơn. Và đặc biệt nếu anh em có dùng thảm ở trong nhà anh em thì nó sẽ hút sạch sẽ hơn, bởi vì thảm sẽ khó hút hơn là cái mặt cứng, do đó là nếu lực hút càng mạnh thì nó hút càng tốt hơn. Trước tiên nó sẽ có hai cái dẻ lau xoay hình tròn như vậy. Nó có cảm biến để biết được khu vực nào cần được làm sạch kỹ hơn, ví dụ như là khu vực gần bàn ăn hay là nhà bếp. Từ đó con robot sẽ thiết lập chế độ làm sạch sâu hơn cho những khu vực này. Và điều đặc biệt là khi cái dẻ đi về chạm sạc, nó sẽ được giặt bằng nước nóng 55 độ C. Việc giặt được nước nóng đó, một là giúp giặt sạch cái dẻ hơn so với là giặt bằng nước lạnh, hai là phần nào giúp diệt khuẩn được cái dẻ, giúp cái dẻ không bị hôi, sạch sẽ trong nhà chúng ta. Về chạm sạc thì nó là một cái chạm đa năng, có thể sạc pin, có thể giặt dẻ, có thể hút bụi từ robot bụi lau nhà lên trên túi rác. Và cái túi rác đó rất là lớn, nó có thể chứa được rác bụi từ 3 đến 6 tháng tùy cái nhu cầu sử dụng của anh em, do đó anh em có thể thoải mái. Và cái điểm quan trọng của việc tự động hút rác ở cái khay rác con robot lên trên chạm, tức là khay rác trên con robot nó luôn luôn sạch sẽ, filter của khay rác trên con robot luôn luôn sạch sẽ, như vậy nó sẽ duy trì được cái lực hút mạnh nhất trong một thời gian dài. Và ứng dụng và bản đồ thì trước tiên anh em thấy rằng X2 Omni này nó không có phần định vị tròn tròn xoay xoay như những con robot bình thường. Bây giờ nó dùng một hệ thống định vị LiDAR cố định cộng với lại những cảm biến, những camera, giúp cho nó có thể xác định được vị trí của nó ở trong cái nhà anh em, cũng như vẽ được cái bản đồ rất là nhanh. Nó chỉ cần đi ra khỏi trạm sạc trong lần đầu tiên, trong vòng tích tắc thì nó đã vẽ được cái bản đồ của nhà anh em. Nó được trang bị hệ thống LiDAR mới, cấu hình mạnh hơn, lấy mẫu không gian nhà anh em nhiều lần hơn, và mỗi lần nó lấy nhiều mẫu hơn. Như vậy nó sẽ update được không gian nhanh và chính xác hơn. Ví dụ bản đồ nó đã vẽ rồi, tuy nhiên có những vật thể gì đó xuất hiện bất ngờ thì nó update được ngay và nó né rất là nhanh, cũng như là nó vẽ được một hệ thống đường đi mới rất là nhanh. Rồi, xin cảm ơn.